Cứ hễ trời mưa, bà Hấn lại đi tìm thau chậu hứng nước ngay trong căn nhà của mình. Công việc này với cụ bà 71 tuổi đã trở thành thói quen bởi nhiều năm qua căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục nhưng không thể sửa chữa và cũng không thể xây mới. Tuổi cao, sống cảnh tạm bợ nhưng chỉ có một thân một mình, bà Hấn đành chấp nhận sống cho qua ngày. Chúng tôi là không dám sửa, tiền đâu mà sửa, cũng ít người sửa lắm. Đây có nhà này sửa chứ còn những nhà không có điều kiện thì lấy gì mà sửa. Ra giao hẹn là mai kia có như thế nào đấy thì là người ta không bồi thường, không đền bù. Cứ động hơi mưa một tí là rột từ đây mà xuống đến đây là rột hết. Đáng lo ngại hơn, cách nhà bà Hấn khoảng 100m, gia chủ của căn nhà này đã phải kè lại toàn bộ khu đất sát vách nhà ở mép ao bằng cọc tre bởi tình trạng sụt lún nghiêm trọng. Đất đây là của công ty quản lý, cơ khí xây dựng thu nắm mới quản lý này. Nhưng mà người ta lại không tách ra cho để dẫn làm bia đỏ. Chứ muốn sửa lên cao là không được này. Vì đất này là đất dự án mà dự án treo lâu lắm rồi. Chứ người ta bảo là gỡ dự án nhưng mà không có ai kỹ vào dự án này. Bên ấy là ông mới ke đấy này, các cháu lắm xem ông mới ke không sợ lập sập cả nhà. Cái này giờ mà nếu như không lở là đợt này là sẽ sập. Hai căn nhà trên chỉ là điển hình khi thực tế có khoảng 370 hộ dân ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ phải sống chung với cảnh tạm bợ, rột nát kéo dài đến 17 năm nay khi mắc kẹt tại dự án treo, cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ. Trong số đó, có những trường hợp trở thành con nợ khi phải vay ngân hàng mua nhà nhưng không thể sửa chữa, xây dựng lại. Nhà em thì mới mua về đây được 1 năm thôi, nhưng mà lúc đấy thì cũng không biết là dự án treo thì là em xin phép xây dựng thì không được nên là em mà hỏi dân xung quanh đây thì bộ dự án này dự án treo mấy chục năm rồi, 20 năm rồi. Mà bây giờ có những cái nhà mục nát hết rồi cũng không cho sửa chữa, không cho xây mới. Khi mua đất ở đây thì phải vay mượn và cả vay cả ngân hàng, và bây giờ vẫn đang trả lãi ngân hàng mà nhà cửa ở thì vẫn chưa ổn định. Dự án cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt ngày 12 tháng 12 năm 2006, có tổng diện tích đất khoảng 113,6 ha. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay, do không bố trí được nguồn vốn thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng dự án không triển khai thực hiện. Trước tình hình đó, thành phố đã hai lần giao cho các đơn vị sở ngành liên quan rà soát lại dự án trong khoảng thời gian lần lượt là ngày 11 tháng 5 năm 2018 và ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể và người dân vẫn sống mòn trong những căn nhà xuống cấp, dù nhiều lần có đơn phản ánh kêu cứu đến chính quyền địa phương.